tóm tắt tiểu sử và quá trình quân ngũ của tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông Lê Huy Vịnh sinh ngày 9 tháng 1 năm 1961, là một sĩ quan cao cấp trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Thượng tướng. Ông hiện giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Ủy viên Quân ủy Trung ương. Về thân thế và binh nghiệp của ông Lê Huy Vịnh, quê quán của ông Lê Huy Vịnh ở Dịch Vọng, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Ông là con trai của Thiếu tướng Lê Huy Vinh, nguyên Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không. Trước đó, ông Lê Huy Vịnh từng là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 213, Sư đoàn Phòng không 363, Quân chủng Phòng không Không quân. Sau đó, ông giữ chức vụ Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không Không quân. Năm 2011, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân. Tháng 6 năm 2015, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân. Ngày 31 tháng 12 năm 2019, ông được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày 16 tháng 10 năm 2020, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ông được trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng. Ngày 25 tháng 10 năm 2020, tại quyết định số 1651 QĐ-TTG, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ngày 3 tháng 11 năm 2020, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị công bố trao quyết định bổ nhiệm chức vụ cán bộ. Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trao quyết định cho Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Về gia đình, bố ông là Thiếu tướng Lê Huy Vinh, nguyên Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không Không quân từ năm 1987 đến năm 1988. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình chúng tôi.